Thưa quý vị và các bạn, Chư Né là một trong những xã thuần nông của huyện Krông Búc. Nông nghiệp chiếm trên 90%, chủ yếu là cà phê, tiêu, sầu riêng và mắc ca. Những năm gần đây, khi cây sầu riêng có giá cao, người dân đã chú trọng đầu tư phát triển. Với điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, cộng với việc giá sầu riêng tăng cao, người dân trên địa bàn xã Chư Né cũng tập trung phát triển loại cây này. Trong đó, 80% diện tích sầu riêng được trồng xen trong vườn cà phê, còn lại là trồng thuần. Hiện tại có khoảng 89 hectare đang cho thu hoạch. Bây giờ nói chung là mình không bỏ cây nào. Cái cây mình cứ xen canh vô thôi. Xen canh vô là mình phát triển. Khi giá trị nông sản được nâng lên, người dân cũng có thu nhập ổn định với mức bình quân 44 triệu đồng trên người trên năm, tăng so với trước. Quy mô sản xuất của nhiều nông hộ mở rộng đã tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân. Thì nhà tôi có làm cà phê với sầu riêng, còn đi làm thuê cho họ nữa. Thì làm cho họ cũng trả một ngày 300 nghìn cũng đều đều. Để giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Chư Né đã tăng cường hỗ trợ hướng dẫn bà con từ việc cấp giống cây trồng vật nuôi đến việc triển khai các mô hình. Xã thì cũng cố gắng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn cho người dân các biện pháp canh tác để đạt cái năng suất, đặc biệt là về cà phê và cái cây ăn trái trong cái thời điểm hiện tại. Hiện tại xã Chư Né có gần 5.400 hectare cây trồng các loại. Theo định hướng của địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân chú trọng phát triển cây lâu năm theo cơ cấu bền vững, có năng suất và đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.